Kính chào quý vị. Quý vị đang xem chương trình tổng hợp thông tin quốc tế ngày nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đường nối tăng tình, Triều Tiên giống còi chấm dứt hy vọng hòa giải với Hàn Quốc. Quan hệ liên Triều đã rớt xuống mức thấp nhất với những động thái mới nhất từ cả hai bên. Ngày 15 tháng 10, Triều Tiên đã phá hủy một số đoạn trên hai tuyến đường bộ kết nối hai miền Triều Tiên, trong khi Hàn Quốc công bố 11 khu vực nguy hiểm thuộc tỉnh Gyeonggi trên biên giới liên Triều. Theo báo tin tức, quân đội Hàn Quốc cũng đã nổ súng bắn cảnh báo ở phía nam đường ranh giới quân sự DML chia cắt hai miền Triều Tiên để phản ứng động thái của Bình Nhưỡng. Hai tuyến đường Gyeonggi và Donghi là những tuyến đường bộ và đường sắt nối hai miền Triều Tiên chạy theo sườn phía tây và phía đông bán đảo Triều Tiên. Với vụ việc mới nhất, có thể nói việc kết nối đường sắt và đường bộ trên các tuyến Gyeonggi, Donghi được coi là biểu tượng cho tiến trình hòa giải và hợp tác giữa hai miền Triều Tiên nhiều năm qua đã chính thức khép lại. Trong bối cảnh tiến trình đối thoại bế tắc, thời gian qua, hai miền Triều Tiên đã thực hiện các hành động ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Triều Tiên hủy bỏ hoàn toàn các chính sách và cơ chế liên quan đến hòa giải với Hàn Quốc, coi Seoul là quốc gia thù địch, đồng thời tiếp tục các vụ thử vũ khí. Về phần mình, Hàn Quốc tăng cường tiềm lực quân sự, củng cố liên minh với Mỹ thông qua thực hiện các biện pháp răn đe mở rộng, trong đó có việc tiến hành những tập trận chung mà Triều Tiên luôn coi là hành động tập dượt cho một cuộc chiến tranh nhằm vào Bình Nhưỡng. Cuộc chạy đua vũ trang bao gồm cả tên lửa và hạt nhân khiến an ninh bán đảo Triều Tiên trở nên rất khó đoán định. Nguy cơ xung đột đang bị đẩy lên đỉnh điểm khi Triều Tiên đưa ra khả năng về một cuộc tấn công bằng pháo binh quy mô lớn để trả đũa việc thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm nhập vào Bình Nhưỡng. Nhưng vấn đề căng thẳng gây xung đột liên Triều trong giai đoạn này đang được đánh giá là lớn nhất kể từ khi chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol lên cầm quyền vào tháng 5 năm 2022. Triều Tiên đã công bố số lượng cụ thể là 8 lữ đoàn pháo binh được bố trí gần khu vực tiền tuyến biên giới và tuyên bố trong trạng thái sẵn sàng khai hỏa. Trước tình hình này, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã ra chỉ thị cho các đơn vị tăng cường giám sát và sẵn sàng đáp trả. Giới phân tích trong và ngoài quân đội Hàn Quốc ước tính Triều Tiên có khoảng 570 khẩu pháo tầm xa. Hệ thống pháo tầm xa của Triều Tiên bao gồm các hệ thống tên lửa đa năng 240mm và bệ phóng tên lửa đa nòng 300mm mới được trang bị chức năng dẫn đường được triển khai hồi tháng 8 vừa qua. Trong đó, 570 khẩu pháo tầm xa có khoảng 200 bệ phóng tên lửa đa năng 240mm, bệ phóng tên lửa đa năng 240mm có tầm bắn tối đa 65km và có thể tấn công khu vực đô thị bao gồm cả phía bắc Seoul. Nếu Triều Tiên sử dụng 200 khẩu pháo 240mm đa năng với 22 ống phóng, lực lượng này có thể bắn khoảng 4.400 viên đạn cùng lúc và đây được đánh giá là mối đe dọa chí mạng với Hàn Quốc. Hệ thống phóng loạt tên lửa mới có thể nhắm và tấn công đồng thời điều chỉnh quỹ đạo bằng cách gắn cánh vào tên lửa dẫn đường. Theo đó, mối đe dọa từ pháo tầm xa nhắm vào các cơ sở lớn ở Seoul và khu đô thị sẽ trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn. Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc đã phản ứng với tuyên bố sẵn sàng triển khai lực lượng pháo thiện chiến như pháo tự hành K9. Công tác chuẩn bị đã được tăng cường đến mức có thể triển khai các lực lượng pháo binh này đến các vị trí tác chiến trong thời gian ngắn nhất trong trường hợp cần thiết. Thông tin cho biết, Hàn Quốc đã tăng cường các phương tiện trinh sát như vệ tinh và thiết bị bay không người lái để theo dõi mọi hành động di chuyển, khí tài của quân đội Triều Tiên. Cùng với đó, quân đội Hàn Quốc cũng tăng cường hoạt động tập huấn chung với Mỹ tại trường huấn luyện Cheongbyeong thuộc tỉnh Gyeonggi cách đường phân giới quân sự MDL 30km về phía nam. Hoạt động huấn luyện bắn súng chủ yếu được thực hiện với các trực thăng tấn công Apache của lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Một số chuyên gia nhận định việc Triều Tiên có nổ mìn phá các tuyến đường Gyeonggi và tuyến Donghi được xem là liệu pháp sốc với Hàn Quốc, giống như vụ đánh bom văn phòng liên lạc chung Bắc Nam tại khu công nghiệp Kison năm 2020. Có nhiều nhà phân tích cho rằng các động thái này có thể nhằm gây lo lắng trong xã hội Hàn Quốc. Các chuyên gia chỉ ra rằng những tuyến đường trên đã bị đóng cửa từ lâu, nhưng giờ đây việc Triều Tiên phá hủy chúng sẽ gửi thông điệp rõ ràng tới Hàn Quốc rằng Bình Nhưỡng không còn sẵn sàng đàm phán với Seoul nữa. Ông Yang Mo-jin, Hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên tại Seoul, bình luận đây là một biện pháp quân sự thực tế liên quan đến hệ thống hai nhà nước thù địch mà Triều Tiên thường xuyên đề cập. Các vụ nổ mới nhất có thể là công tác chuẩn bị. Có thực tế là sau khi Triều Tiên tuyên bố hủy bỏ hoàn toàn thỏa thuận 19 tháng 9 nhằm giảm thiểu căng thẳng quân sự liên Triều khu vực giới tuyên hồi tháng 11 năm 2023,
nước này cũng không triển khai pháo tầm xa quy mô lớn với Hàn Quốc. Bởi vậy, các động thái gần đây ở cả hai bên đang đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên mức cao mới. Giới phân tích dự báo rằng trong tương lai gần, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa các động thái gây căng thẳng với nhau. Cho dù đứng ở góc độ nào thì các ý kiến đều thống nhất rằng vẫn tồn tại nguy cơ cao xảy ra xung đột cục bộ giữa hai miền Triều Tiên nếu các bên không có biện pháp hiệu quả để kiểm soát tình hình, bởi bất kỳ liều pháp sốc nào cũng có thể gây hiệu ứng nguy hiểm khó lường. Trung Quốc và Nga đã kêu gọi tất cả các bên, đặc biệt là Hàn Quốc, cần kiềm chế, tránh căng thẳng leo thang trong khu vực, tìm kiếm giải pháp chính trị để duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên cảnh báo chiến tranh, dọa xóa Hàn Quốc khỏi bản đồ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 16 tháng 10 đã công bố những hình ảnh cho thấy các thanh niên và sinh viên nước này ký đơn xin tình nguyện nhập ngũ hoặc tái ngũ, ghi nhận tờ báo Dân Trí cho biết. KCNA thông báo khoảng 1,4 triệu thanh niên, bao gồm sinh viên và cán bộ đoàn thanh niên, đã xin gia nhập hoặc quay trở lại lực lượng quân đội Triều Tiên trong tuần qua. Những thanh niên này quyết tâm tham gia cuộc chiến thiêng liêng, hạ gục đối thủ bằng vũ khí cách mạng, KCNA đưa tin. Nếu chiến tranh nổ ra, Hàn Quốc sẽ bị xóa khỏi bản đồ. Vì họ muốn chiến tranh, chúng tôi sẵn sàng chấm dứt sự tồn tại của họ, bản tin của KCNA cho biết. Triều Tiên trước đây đã đưa ra những tuyên bố tương tự về những người trẻ tuổi nô nức nhập ngũ vào thời điểm căng thẳng gia tăng, mặc dù những tuyên bố như vậy từ quốc gia biệt lập này rất khó để xác minh. Triều Tiên trước đây từng đưa ra những tuyên bố tương tự về việc thanh niên nước này đăng ký nhập ngũ khi căng thẳng leo thang với Hàn Quốc. Năm ngoái, truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng đưa tin 800.000 thanh niên tình nguyện nhập ngũ để chống Mỹ. Năm 2017, Triều Tiên tuyên bố gần 3,5 triệu công nhân, đảng viên và binh lính đã tình nguyện phục vụ trong lực lượng quân sự. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, Triều Tiên có 1,28 triệu quân chính quy và khoảng 600.000 quân dự bị. Triều Tiên được cho là một trong những quốc gia quân sự hóa nhất thế giới, với một trong những lực lượng quân sự thông thường lớn nhất thế giới. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ DIA cho biết trong một tài liệu năm 2021, các số liệu do công ty thu thập dữ liệu và trực quan hóa Statistics công bố cho thấy chi tiêu quân sự của Triều Tiên có thể đạt tới 1/3 GDP của nước này vào năm 2022, tăng đáng kể so với những năm trước, khi Triều Tiên chỉ dành chưa đến 1/4 GDP cho quân đội. Con số này đứng thứ hai sau Ukraine về tỷ lệ GDP được phân bổ cho quốc phòng. Statista cho biết vào năm 2022, chi tiêu quốc phòng của Hàn Quốc chiếm khoảng 2,5% GDP của nước này, tương đương với chi tiêu quốc phòng thông thường của các nước NATO và các đồng minh thân cận. Nhìn chung, Triều Tiên có lực lượng quân sự nhiều gấp đôi so với Hàn Quốc, theo dữ liệu được Statista công bố vào tháng 6 năm 2023. Triều Tiên có lực lượng nhân lực vượt trội và lợi thế luôn thuộc về Bình Nhưỡng về mặt số lượng tuyệt đối, Andrew Yeo, thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Đông Á của Viện Brookings và là giáo sư tại Đại học Công giáo Mỹ có trụ sở tại Washington, cho biết. Căng thẳng liên tục leo thang trên bán đảo Triều Tiên trong những tuần gần đây. Vào trưa ngày 15 tháng 10, Triều Tiên đã kích nổ một phần các tuyến đường Gyeonggi và Donghi ở phía bắc đường ranh giới quân sự MDL. Quân đội Hàn Quốc sau đó đã nổ súng bắn cảnh báo. Động thái của Triều Tiên diễn ra sau những phát ngôn gây gắt qua lại giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc triển khai máy bay không người lái rải truyền đơn ở thủ đô Bình Nhưỡng và cảnh báo sẽ cắt đứt toàn bộ đường nối với Hàn Quốc. Triều Tiên tuyên bố nếu Hàn Quốc tiếp tục đưa máy bay không người lái xâm nhập không phận của thủ đô Bình Nhưỡng, nước này sẽ coi đó là hành động tuyên chiến của Hàn Quốc. Trước đó, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên thả hàng trăm bóng bay chứa rác sang Hàn Quốc. Để đáp trả việc Triều Tiên thả bóng bay chứa rác, quân đội Hàn Quốc đã dùng loa phóng thanh ở dọc biên giới hai nước kể từ tháng 7 để chỉ trích Bình Nhưỡng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với sự kết thúc của chế độ nếu gây ra bất kỳ tổn hại nào cho người dân Hàn Quốc. Quân đội Triều Tiên hôm ngày 13 tháng 10 cho biết đã ra lệnh cho các đơn vị pháo binh tiền tuyến sẵn sàng khai hỏa để đáp trả Hàn Quốc khi cần thiết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký theo dõi kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin nổi bật ở các khung giờ trong ngày để phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!